Xin chào quý vị và các bạn, mình là Hoàn, mình đến từ trung tâm chăm sóc xe Hưng Minh Auto Detailing. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu đến với các bạn một cái sản phẩm độ nâng cấp cho option xe E180 ở bên mình. Ngày hôm nay thì chiếc xe này sẽ làm những dịch vụ là nâng cấp keyless go và là dàn phim cách nhiệt ở bên mình. Về nói về keyless go thì nó là một option khá là hay mà mình đánh giá nó là một option tăng cái độ sang trọng lên cho xe. Tức là gì, khi bạn cầm chìa khóa thông thường không có keyless go, bạn phải sử dụng cái chìa khóa này để bấm mở hoặc tắt, đẩy đóng xe. Nhưng khi có keyless go này, bạn có thể khi bước ra khỏi xe thì bạn có thể để ở trong để trong túi và mình chỉ cần vuốt nó sẽ tự động khóa. Cái keyless go này nó sẽ có 4 cánh đều ở tất cả các bên. Đấy, khi mình chạm vào nó sẽ mở, và khi mình vuốt nó sẽ tự đóng, và chìa khóa mình vẫn cầm trên xe, mình không cầm trên túi, mình không phải bấm gì cả. Để nói về cái keyless go này thì hôm nay mình sẽ xin chia sẻ một cái bài so sánh nho nhỏ, bởi vì là hiện nay keyless go ở một số dòng xe thì cũng đã rất là phổ biến. Ví dụ như là các dòng như là Volvo S90, giá lăn bánh của nó là khoảng tầm ngày xưa trước đấy thì nó là 2.7 tỷ, bây giờ thì nó khoảng tầm hơn 2 tỷ một chút, và chiếc xe này cũng là hơn 2 tỷ. Nhưng Volvo thì S90 thì đã có keyless go. Tuy nhiên cái sự khác nhau giữa cái keyless go của chiếc xe Mercedes và chiếc xe Volvo nó nằm ở cái tính năng và cái sự thông minh của hiểu người dùng. Ví dụ một bài test nho nhỏ, mình có thể là ví dụ như mình để quên chiếc chìa khóa này ở trên xe, và khi mình bước xuống mà mình đóng cửa thì thông thường một là mình sẽ phải bấm hoặc là mình vuốt. Nếu vuốt thông thường này thì cái chiếc xe này nó hiểu là chìa khóa đang quên ở trên xe và không thể đóng được. Nhưng riêng chiếc Volvo S90 thì nếu bạn để quên chìa khóa ở chiếc đó trên xe mà bạn không may bạn chạm keyless go thì hoàn toàn chiếc xe đấy nó tự khóa lại. Thì theo mình đánh giá thì nó chưa đạt được, nếu mà cái option đó như thế thì nó chưa đạt đến cái mức ngưỡng là thông minh, tức là người ta hiểu người dùng. Tức là gì, chiếc chìa khóa trên xe thì bạn không thể sử dụng được cái tính năng này. Còn đối với dòng xe Volvo S90, nếu mà bác nào có chiếc đấy thì bác cứ thử cầm hai chìa khóa và bác để một chìa khóa ở trong, và khi ra khỏi xe bác bấm keyless go thì chiếc xe đấy nó sẽ đóng hoàn toàn lại và sẽ không thể mở được. Đây, chiếc chìa khóa xe đây, mình sẽ lấy ra và bắt đầu mình sử dụng. Đấy, thì nó rất là thông minh. Đây, mở đây, xỏ mở. Đó là một bài test nhỏ nhỏ về cái option thôi, tại vì là keyless go nó khá là phổ biến. Quý vị và các bạn có bất kỳ thắc mắc hay cần nâng cấp các option cho xe, đặc biệt là các dòng xe Mercedes, thì các bạn có thể comment ở dưới cái clip này, hoặc là liên hệ trực tiếp qua số hotline hoặc đến tại địa điểm 90 Khúc Từ Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội để được trải nghiệm và tư vấn những cái option cần thiết cho dòng xe Mercedes. Xin cảm ơn.